Cái này phí vào phòng. Rồi chào cả nhà nha. Hiện tại thì trời mưa quá mưa nên mình không ra đồng để chờ xuồng quay clip cho cả nhà xem được. Bây giờ mình sẽ vào bếp, mình sẽ làm cho cả nhà món bún sườn nướng. Hiện tại mình đang xắt dưa leo để làm món bún sườn nướng nha. Bún sườn nướng này chúng ta làm rất là đơn giản, ai cũng có thể làm được tại nhà. Rồi xắt ra sống. Đây là vợ mình, và mình đang phụ mình vào bếp để cùng chế biến cái món bún sườn nướng cho cả nhà xem. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ bún vào cái tô nha cả nhà. Theo như mình được biết, Giang Ca cũng đang làm cái món bún thịt nướng giữa trời mưa. Mình cũng đã lúc nãy cũng đã nướng thịt rồi. Không, trời mưa mình không có đi mua than được, với lại chỉ thị 16 mình không mua than được, mình đã chiên thịt nha cả nhà. Rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ để miếng thịt nướng vào. Để cho thịt nướng thêm, để cho tô bún này thêm hấp dẫn thì mình sẽ lấy thêm một miếng hành sấy nha. Quá hấp dẫn luôn. Rồi giờ chỉ việc rưới nước mắm lên và dùng thôi. Nước mắm này để cho ngon thì mọi người nhớ sử dụng nước sôi để làm nước mắm nha. Thì nước mắm này mình cũng đã làm sẵn trước để đỡ tốn thời gian mọi người nha. Rưới thêm miếng nữa, Wow, một tô bún thật hấp dẫn. Bây giờ mình sẽ dùng
thử cái huống này mình mời cả nhà nha. Cái này thứ lộc phộng, nhưng mà mình phải thêm một miếng hành xấy nữa cho nó thơm á. Mà cả nhà dùng bún với mình nha. Hôm nay trời mưa, không có ra chạy chuồng cho cả nhà xem được. Cả nhà cho biết tự làm món nướng nấu không? Trường Giang cũng mới vừa làm một cái clip về bún sườn nướng với mọi nhà. Rồi và lúc một trời mưa này á, mọi người với lại chỉ thị 16 nên mọi người sẽ không ra đường được, mọi người làm những món nào đơn giản, nhanh gọn lẹ mà ngon. Rồi mình sẽ sử dụng sống qua ngày thôi, chỉ cần ăn miếng thịt nhỏ 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 thì sống qua ngày thôi cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem clip này nha. Nếu nhà thấy thích là hãy nhớ nhấn cho mình xin nút like, nút share và nút đăng ký để ủng hộ tinh thần mình ra thêm nhiều clip tiếp theo nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Chào tạm biệt.